Sự tích cây xấu hổ. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ, có một người phụ nữ quá chồng, sống một mình. Tính tình bà hiền lành, chịu thương chịu khó, khắp xóm làng ai cũng quý mến. Trời nắng to rồi, về thôi bác Hơ Ren ơi. Tôi còn phải vào rừng kiếm ít củi nữa mới xong, hai mẹ con cứ về trước đi. Bác làm vừa phải thôi, kẻo ngã bệnh ra đấy lại khổ, hai mẹ con tôi về trước nha. Ước gì mình cũng có một đứa con như cô ấy, có lẽ số trời đã định mình phải sống cô quạnh cả đời rồi. Ừ, sao lại đau đầu thế này chứ, chắc mình bị say nắng rồi. Khát, khát quá. Quả này thơm và ngọt quá, ăn vào thấy tỉnh cả người. Thôi chết, trời đã trưa thế này rồi sao? Phải về ngay thôi, chắc giờ ở nhà đám lợn gà đang kêu đói ầm ĩ cũng nên. Đúng là mình bị hoa mắt, mà bị lạc sang cả khu rừng phía đông thế này. Mau về nhà thôi. Sau lần đi lạc ấy, người đàn bà quá thấy người mình khan khát, bụng bà cứ ngày một to dần. Đúng 12 mùa trăng sao, bà sinh được một bé gái rất kháu khỉnh. Dù nghèo khổ và bị dân làng bàn tán, nhưng bà vẫn chăm sóc cho đứa trẻ hết sức chu đáo. Đứa trẻ càng lớn càng xinh đẹp, người đàn bà quá coi cô bé như báu vật, luôn chiều chuộng nâng niu và không để con phải động tay làm bất cứ việc gì. Mẹ ơi, đàn gà làm sân bẩn hết cả rồi, để con quét sân giúp cho mẹ nhé. Thôi, lần sau con đừng động vào cái chổi quét nhà nữa, kéo lại bẩn hết quần áo. Để đấy mẹ quét được rồi, mẹ vừa nấu xôi, vẫn còn nóng đấy, con vào nhà lấy xôi mà ăn. Vâng ạ. Mẹ ơi, con hộ mẹ cuốc đất nhé. Con đi vào gốc cây kia ngồi chơi đi, để đấy mẹ cuốc một mình được rồi, chài hết cả tay con bây giờ. Còn cứ việc lớn lên khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi. Con không cần phải làm gì cả, mẹ chỉ có một mình con. Lỡ con bị say sát gì thì mẹ xót lắm, biết chưa? Con biết rồi ạ. Thời gian trôi đi, đứa trẻ năm nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lười biếng. Trên rẫy còn mấy luống ngô đã trổ bắp rồi, con đi bẻ giúp mẹ nha, kẻo bọn chim lại ăn mất. Ngô cứng như thế thì làm sao con bẻ được, tay con sẽ chai hết đấy mẹ ạ. À, hôm nay mẹ thấy mệt quá, không lên rẫy được rồi, để mấy hôm nữa rẫy nhà chẳng còn ít ngô nào mất. Trời ơi, mấy hôm nữa mẹ khỏi, lúc đó mẹ đi bẻ ngô cũng có sao đâu, không có chim nào đến ăn đâu mà mẹ lo. Hơ Linh ơi, có mấy thằng thuốc mẹ để dưới bếp, con đi sắc thuốc giúp cho mẹ, mẹ không dậy nổi nữa rồi. Con đâu có biết nhóm bếp đâu, lần trước con bị bỏng ngón tay, giờ còn chưa khỏi kìa mẹ. Vậy thì con chạy sang nhà cô Thảo, nhờ cô ấy sang giúp nghe con. Con không có đi đâu, cô Thảo hễ cứ thấy con là mắng con, nói này nói nọ, con không thích sang nhà ấy. Nhưng mẹ thấy mệt mỏi quá, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. Bao lần mẹ vẫn tự ốm tự khỏi rồi đấy thôi, giờ con phải xuống chợ mua vải rồi, con đi một lát rồi con về nha. Mẹ, mẹ ơi. Trời ơi, cháu đi đâu cả ngày mà bây giờ mới về? Mẹ cháu mất rồi. Hả? Con nói gì vậy? Sáng nay mẹ cháu vẫn bình thường mà. Mẹ cháu ốm nặng tháng nay rồi, cháu không biết hả? Thuốc thì chưa sắc, nồi niêu cũng trống không à, không một hạt gạo. Cháu chăm sóc mẹ kiểu gì mà ra nông nổi này? Chị Hơ Ren ơi, sao chị khổ thế? Cưng chiều con gái như cưng trứng mỏng, rồi bây giờ nó sống tệ bạc như thế này nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ. Ha.
Mẹ ơi, mẹ về lại với con đi. Mẹ ơi. Có mụn con gái mà suốt ngày lười biếng, bỏ mặc mẹ ốm đến chết, giờ con còn khóc lóc nói gì. Phải đấy, bất hiếu quá. Không còn mẹ nữa, cô gái không còn ai chăm sóc. Cô lê tấm thân gầy còm đi xin ăn hết nhà này đến nhà khác. Cô Thảo ơi, cháu đói quá, cô cho cháu xin một bát cơm với ạ. Cháu lớn rồi, tự lo mà kiếm ăn đi chứ. Ai cho cháu ăn không mãi được? Cháu vẫn chưa biết xấu hổ vì sự lười biếng của mình hay sao? Tại cháu mà mẹ cháu mới mất như vậy đó. Đi xin ăn đến đâu, cô gái cũng bị người đời dè biểu, mỉa mai. Lúc bấy giờ, cô mới nhớ tới mẹ, mới thấm thía được hết sự vất vả của mẹ và mới nhận ra mình đã sống ích kỷ thế nào khi bỏ mặc mẹ lúc bà ngã bệnh. Cô cảm thấy đau đớn và hối hận, nhưng đã quá muộn. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con, mẹ tha lỗi cho con. Con đã sai rồi, con thật là một đứa con bất hiếu mà. Từ đêm đó, không ai gặp lại cô gái nữa. Chỉ thấy bên mộ bà mẹ mọc lên một cây lạ. Mỗi khi có ai đó vô tình đụng đến, cây chợt rùng mình, khép nép như cố né tránh. Người ta bảo đó là linh hồn của hời linh vương vất bên mộ mẹ. Người con gái cả đời phải hổ thẹn vì lỗi lầm của mình đã gây ra. Vì vậy, về sau, loài hoa đó có tên gọi là cây xấu hổ. Đàn nhạn tham ăn. À, mới ngủ một chút mà mặt trời đã mọc rồi. Hê, ngủ chẳng đã chút nào, nóng gì mà khiếp thế không biết. Này, nhạn béo, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ theo đàn bay đi hôm nay. Ơ, đi đâu mới được chứ? Cu rừng dạo này khan hiếm thức ăn quá. Cả đàn chúng ta định bay về phía đông, ở đó có một khu rừng lớn, có thể kiếm thức ăn dễ dàng hơn. Ơ, thật vậy sao? Cứ nói đến thức ăn là tớ ủng hộ ngay. Chuẩn bị đi thôi, mau đi thôi các bạn nhỏ. Vâng ạ. Bay khá lâu rồi, cả đàn đáp xuống tán cây dưới kia nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Anh nhạn đầu đàn ơi, bay cả ngày rồi tôi đói quá. Ở đây mát mẻ thật đấy, nhưng mình kiếm thức ăn gì bây giờ? Đúng vậy anh ơi, chúng ta ăn gì đây? Ờ thì kia rồi, chúng ta xuống ăn tạm đồ họ đánh rơi, rồi mai sẽ tính sau. Ồ, chú chim nhạn ở đâu mà dễ thương quá. Hình như nó đang đói lắm. Anh nhạn ơi, các bạn ơi mau xuống đây, nhiều thức ăn lắm. Ôi chao, đàn chim nhạn dễ thương quá. Hình như chúng vừa trải qua một hành trình dài. Chú nào cũng đói meo thì phải. Hôm nay ăn no quá. Ừ, lại còn không vất vả đi kiếm mồi nữa chứ. Đúng, chúng ta cứ chật ở dưới này. Những vị khách vào công viên sẽ cho chúng ta ăn. Tôi thấy mọi người ở đây đều thích chơi với chúng ta. Mỗi lần họ đều cho rất nhiều thức ăn. Thế thì chúng ta cứ ở đây, bao giờ mùa đông đến thì chúng ta bay về phương Nam là được. Ừ, nhạn béo nói cũng có lý.
Thức ăn sẵn có như thế thì chúng ta chẳng cần đi đâu cả. Oh yeah! Anh Nhạn đầu đàn thật là sáng suốt. Vậy là từ giờ chúng ta chẳng cần bay, cũng chẳng cần mất công tìm kiếm vẫn dư giả thức ăn. Thật là sung sướng biết bao. Mùa đông sắp tới rồi, công viên cũng sắp đóng cửa, chẳng còn ai vào cho chúng ta ăn nữa đâu. Chúng ta mau về phương Nam thôi. Đúng, đã tới lúc chúng ta phải bay về phương Nam rồi. Nào, chúng ta cùng lên đường thôi. Chúng ta béo lên nhiều quá, không thể cất cánh bay nổi nữa. Chỉ vì lười biếng, ỷ lại mà chúng ta đã tự giết mình rồi. Ước mơ của bọ que. Trời trong, gió nhẹ êm như ru vậy. Chào chị bướm, chúc chị ngày mới tốt lành. Thì ra là cậu bọ que. Cậu lẫn vào màu cây quá, làm tôi mãi mới nhận ra đấy. Ơi, cánh của chị đẹp quá. Dưới ánh nắng, những màu sắc dường như càng ánh lên rực rỡ hơn. Cậu khen thừa quá rồi. Cả khu rừng này á, ai mà chẳng biết tôi là loài bướm sặc sỡ nhất. Có lẽ chỉ có họ bò que nhà các cậu như cành cây khô mới không nhận ra thôi. Chị thật là quá đáng. Chị bảo ai là cành củi khô chứ? Thế không phải chắc. Mà thôi đi, tôi phải đi lấy mật đây. Chẳng tranh luận với cậu làm gì. Cái chị bướm này thật kiêu kỳ mà. Mà chị ta nói cũng phải. Nhìn cả người mình giống cành cây quá. Màu sắc thì chẳng có gì nổi bật. Giá như mình cũng có nhiều màu sắc như chị bướm ha. Phải rồi. Chỉ cần mình có nhiều màu sắc hơn thì sẽ nổi bật nhất cả khu rừng này. Ai cũng phải chú ý tới cả. Bác Nhện ơi, bác có nhà không? Bò que đấy à, có chuyện gì vậy cháu? À bác ơi, bác đang dệt tơ. Bác còn thừa ít màu nhuộm nào không? Cho cháu xin một ít ạ. Cháu xin màu về làm gì thế? Cháu sẽ vẽ lên mình một bộ cánh thật xinh đẹp như chị bướm ấy ạ. Để tất cả cư dân trong khu rừng này phải chú ý đến cháu. Nhưng mà... Đi mà bác. Cháu chỉ xin một ít thôi. Đây, nhưng cháu cần phải cẩn thận đấy nhé. Bác chưa thấy con bọ que nào nhiều màu cả đâu. Cháu biết rồi ạ. Không ngờ mình kéo tay quá, cũng ra dáng đấy chứ. Giờ phải đi dạo vòng quanh khu rừng cho muôn loài chiêm ngưỡng mới được. Trời ơi, bọ que phải không? Hôm nay trông cậu khác quá đi. Tới có đẹp như chị bướm lục sắc không? Giống y chang như cánh của chị ấy luôn. Tớ chưa từng nhìn thấy bạn bọ que nào như cậu cả. Đổi màu nào, đổi màu nào. Mày có tốn công đằng trời, ta cũng tìm ra được thôi. Trong miệng sặc sỡ thế kia cơ mà. Chạy đi đâu, xem sức mày chạy được bao xa. Mất tội miếng mồi ngon. Đèn xanh đi rồi, em không cần phải sợ nữa. Cảm ơn chị đã giúp em. Nếu không, em đã mất mạng rồi. Không có gì. Nhưng mà từ lần sau, em đừng nghịch dại thế. Mỗi loài có một cách ngụy trang khác nhau để tránh được kẻ thù. Tôi có bầu trời che chở, lại có loại phấn độc nên kẻ thù không thể đến gần. Đó là lý do cánh của tôi vẫn có màu sắc rực rỡ, vẫn không sao cả. Còn em, rốt cuộc cũng chỉ là loại bọ que bé nhỏ mà thôi. Tốt nhất hãy cứ nên là chính mình. May mà em vẫn có cơ hội để hiểu ra điều này chị ạ. Thì cũng tại chị trước đã chê bai em,
Bây giờ chúng ta là bạn tốt của nhau bỏ que nhé. Quán phở gia truyền. Hàng quán sao ế ẩm thế này? Sáng tới giờ có vài người ăn là sao? Hay là phở tôi nấu không ngon? Cứ thế này thì sớm muộn cũng đóng cửa mất thôi ông à. Làm gì có chuyện đó? Phở bà nấu làm gì có ai sánh bằng? Làm ăn cũng phải từ từ chứ. Kìa ông, có khách rồi kìa. Ông mau ra đón tiếp đi. Chào hai cha con. Hai cha con muốn ăn gì? Cho tôi hai bát phở gà, nhanh nhé, tôi đang vội. Dạ, có ngay. Mời hai cha con. Ăn đi con. Ăn nhanh rồi ba đưa con đi khám. Con thấy khó chịu quá. Con muốn ăn ba ơi. Thôi chết, nóng thế này cơ à? Con sốt cao quá rồi, chắc phải vào viện luôn thôi. Mãi mới được hai người khách, lát ông thử ra hỏi xem họ ăn thấy thế nào để góp ý cho nhà mình nhé. Này, anh ta đã trả tiền chưa thế? Chưa. Ông mau đuổi theo đi, anh ta đứng dậy ra về rồi còn gì. Thôi bà ơi, không cần đuổi theo đâu. Sao thế? Anh ta ăn xong rồi không trả tiền mà. Tôi thấy anh ta rất vội. Có lẽ vì vội nên mới quên trả tiền thôi, chứ không phải cố tình đâu. Quên thì mình phải đuổi theo để nhắc chứ. Khó khăn lắm mới có được một người khách vào ăn. Giờ lại không trả tiền. Ông để anh ta đi dễ dàng thế sao? Thôi bà, hình như con gái anh ta đang bị ốm. Tôi nghe thấy anh ta bảo đưa con gái đi khám ở viện gần đây. Chắc anh ta lo lắng nên vội vàng đi mà quên trả tiền. Chỉ có hai bát phở thôi mà. Coi như mình tặng cũng được mà. Hai bát phở không phải là tiền sao? Ông có biết từ sáng đến giờ chúng ta mới bán được có 5 bát không? Nhà mình cũng đâu có khá giả gì chứ. Bữa cơm, manh áo, rồi cả đứa con bệnh tật của chúng ta nữa. Tất cả trông cả vào quán phở này. 60 ngàn cũng rất quý. Tôi đâu phải là người hẹp hòi, nhưng thực sự là nhà mình rất thiếu thốn. Ông có biết không? Khách khứa không có, cứ thế này chắc phải dẹp quán mất thôi. Thôi mà bà, tôi biết chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này mà. Xin lỗi. Vừa nãy tôi vội quá nên quên trả tiền bát phở. Ông bà cho tôi gửi tiền à? Không sao. Mà sao thấy tôi quên trả tiền mà ông không đuổi theo để gọi lại à? Tôi biết lúc đó anh đang rất vội. Con gái anh đang ốm mà. Việc đưa cháu đến viện khám quan trọng hơn mọi thứ. Hơn nữa, việc gọi anh lại giữa đường chỉ đòi tiền hai bát phở thì e rằng sẽ làm anh mất mặt. Nên... Thế thì con gái anh đâu rồi? Cháu được một cô y tá dẫn vào trong kiểm tra rồi. Tôi nhớ ra nên tranh thủ quay lại trả tiền ông bà. Việc khám bệnh cho con là quan trọng. Anh cứ lo xong cho cháu rồi quay lại cũng được mà. Vâng, tôi gửi tiền ông bà nhé. Cảm ơn ông bà, tôi đi đây. Mấy ngày sau. Chuyện gì thế này? Mọi người, chúng tôi đợi để ăn phở. May quá, cứ tưởng hôm nay quán đóng cửa chứ. Ăn phở ư? Vâng, vâng, mời mọi người vào.
đây rồi. Đúng là địa chỉ này rồi. Trời, sao tự nhiên hôm nay quán mình đông khách quá vậy ông? Chắc là do phở bà nấu ngon quá chứ sao. Tôi đã bảo mà. Mời quý khách. Chủ quán tính tiền. Dạ dạ. Đúng là phở ngon thật đấy. Bài báo nói quả không sai. Báo ư? Chúng tôi thấy có bài báo quảng cáo về quán phở nhà ông, vừa ngon vừa rẻ, ăn một lần là mê luôn, nên mới tìm đến đây đó. Thế sao? Nhưng ai viết về chúng tôi vậy nhỉ? Đây ông xem đi, có phải quán phở gia truyền nhà ông không? Đây lại là bài của nhà báo Văn Minh, chuyên viết sự thật nữa chứ. Thì ra là anh ta. Nhà báo Văn Minh đã viết chỉ có đúng. Số ông gặp may mắn, được gặp anh ta đấy. Rồi đây quán phở của ông sẽ còn nhiều người tìm đến ăn. Thật thế sao? Bà nó ơi, chúng ta gặp may rồi. Bà ơi, cứ ăn ở Phúc Đức, trời khắc biết mà. Cho hai bát phở nào. Có ngay, có ngay. Quà của ngoại. Mẹ cho con gửi cháu mấy hôm. Khi nào thu xếp xong công việc, con sẽ lên đón cháu. Con cứ để cháu ở đây chơi với mẹ. Cứ yên tâm mà lo công việc đi ha. Con phải nghe lời bà, không được vời vĩnh nghe chưa? Dạ. Qua, nhiều món ngon quá ngoại ơi. Ở quê con chả bao giờ được ăn những món thế này. ăn nhiều vào nhé, rồi bà dẫn đi chơi phố. Tuyệt quá, hoan hô ngoại. Thích quá ngoại ơi, chưa bao giờ con được mua nhiều đồ thế này. Nếu con thích, ngày mai ngoại sẽ dẫn con đi tiếp, chịu không? Dạ, chịu. Ôi, chiếc mũ đẹp quá. Ngoại, ngoại ơi. Gì thế con? Dạ, không ạ. Sáng giờ ngoại mua cho mình nhiều thứ lắm rồi. Mình mà đòi nữa, ngoại sẽ không vui đâu. Thôi vậy. Vậy mình về nha con. Dạ. Sao thế con? Cơm không ngon. Mình ơi. Dạ không. Cơm ngon lắm ơi. Mình mà đổi chiếc mũ đó thì đồng ý bán cha đâu. Hàng chỉ có lát mắt. Nhưng ba đã dặn không được vòi vĩnh. Ngoại mà mét ba thì từ sau mình sẽ không được lên chơi với ngoại nữa. Hay là mình lấy có một đồng, chắc ngoại không biết đâu. Mình sẽ nói là tiền ba cho. Cô ơi, cho cháu mua chiếc mũ nơ hồng ạ. Hết rồi cháu à? Sao ạ? Hết rồi ạ? Ừ, sáng nay có người vừa mua chiếc cuối cùng rồi. Sao số mình xui thế? Tâm về rồi ha con, chờ ngoại chút. Dạ. Vừa sáng ngủ dậy đã đi đâu thế? Ngoại có cái này cho con nè. Gì thế ạ? Ôi, chiếc mũ này. Sao, đúng chiếc mũ con thích phải không? Vâng ạ, sao ngoại biết tài thế? Hôm qua, nhìn thái độ của con là ngoại đoán ra ngay. Lần sau thích cái gì thì cứ nói với ngoại, không phải sợ đâu nha. Hoan hô ngoại, ngoại thật tuyệt vời. Sao thế con? Ngoại, con không xứng đáng nhận chiếc mũ này. Sao lại không xứng đáng? Con thích chiếc mũ, nhưng không dám xin ngoại vì sợ ngoại mắng. Con đã lén lấy trộm tiền của ngoại. Con
Ngoại ơi, con gửi ngoại, con xin lỗi, ngoại tha lỗi cho con nha. Thật ra ngoại đã biết hết mọi chuyện rồi. Sao? Sao ạ? Đêm qua con thức dậy làm gì, ngoại biết hết. Thế sao ngoại không trách phạt con? Ngoại còn mua quà cho con nữa. Trách phạt con ư? Ngoại muốn con nhận ra lỗi và sửa chữa lỗi lầm, thế mới quan trọng chứ trách phạt con nói làm gì. Và ngoại đã chờ con làm điều đó. Con đã không làm ngoại thất vọng. Ngoại, con sai rồi. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Con cảm ơn ngoại. Ngoan, ngoan lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.